Chiều 26 tháng 8 tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Kim Jong Uk, Tư lệnh Cơ quan Cảnh sát biển Hàn Quốc và phu nhân đang có chuyến thăm Việt Nam. Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng gặp lại Tư lệnh và phu nhân nhân dịp sang thăm Việt Nam, nhấn mạnh chuyến thăm thể hiện tình cảm, tình bạn hữu nghị Việt Nam-Hàn Quốc. Qua ngài Tư lệnh, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm gửi lời cảm ơn tới ngài Tổng thống Yoon Suk-yeol đã gửi điện chia buồn. Ngài Thủ tướng Han Duk-soo dẫn đầu đoàn cấp cao chính phủ Hàn Quốc sang viếng tại lễ tang và cá nhân ngài Tư lệnh đã gửi thư chia buồn trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, kể từ khi Việt Nam-Hàn Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao đến nay, sự hợp tác này đang không ngừng được phát triển toàn diện về mọi mặt, nhất là sau khi hai bên nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 12 năm 2022. Tổng Bí thư Chủ tịch nước hoan nghênh Bộ Công an Việt Nam và Cơ quan Cảnh sát biển Hàn Quốc đã tích cực triển khai thỏa thuận hợp tác đã ký kết trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước đến Việt Nam của ngài Tổng thống Hàn Quốc vừa qua, với nhiều hoạt động hợp tác đi vào chiều sâu, hiệu quả và thực chất. Để tăng cường quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Cơ quan Cảnh sát biển Hàn Quốc trong thời gian tới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Bộ Công an Việt Nam và Cơ quan Cảnh sát biển Hàn Quốc thường xuyên thăm và làm việc, cử chuyên gia hỗ trợ cán bộ vận hành phương tiện phục vụ tuần tra ven biển cho Bộ Công an Việt Nam để nắm bắt thực tế tình hình hoạt động của Cảnh sát biển Hàn Quốc và Cảnh sát giao thông đường thủy Việt Nam, từ đó đề ra các kế hoạch hợp tác cụ thể nhằm đưa hợp tác hai bên ngày càng có chiều sâu, tương xứng với tiềm năng hợp tác của hai cơ quan. Đồng thời đề nghị cơ quan Cảnh sát biển Hàn Quốc hỗ trợ nâng cao năng lực cho lực lượng Cảnh sát đường thủy Bộ Công an Việt Nam trong kỹ năng xử lý tình huống trên sông biển. Về phần mình, ngài Kim Jong Uk cảm ơn tình cảm tốt đẹp mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dành cho đoàn. Tư lệnh Kim Jong Uk nêu rõ, kế thừa và phát huy những giá trị hợp tác tốt đẹp giữa hai nước, hợp tác an ninh cảnh sát đang trở thành một trụ cột quan trọng trong tổng thể quan hệ song phương. Tư lệnh Kim Jong Uk khẳng định sẽ thúc đẩy hoàn thành các nội dung hợp tác trọng điểm giữa hai bên, khẳng định sẽ làm hết sức mình tiếp tục có những đóng góp nhiều hơn trong việc thúc đẩy quan hệ giữa hai nước nói chung và quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Cơ quan Cảnh sát biển Hàn Quốc nói riêng ngày càng hiệu quả, thiết thực vì hòa bình, lợi ích của nhân dân hai nước.